Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồn Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồn Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau tâm sự chia sẻ những vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị một nam ca sĩ, anh cũng thuộc gia đình quân nhân. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị trưởng nam của nghệ sĩ Hùng Cường, tức nam ca sĩ Quang Bình. Quang Bình xin chào Trang Thanh Lan, Phương Quế. Và xin kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của Hùng Việt TV. Dạ, xin chào anh Quang Bình. Chào em Quốc Phúc. Xin chào em Quang Bình. Hôm nay Tiếng Hậu Phương rất là vui để đón tiếp Quang Bình trở lại, là bởi vì lâu lắm rồi mới gặp lại Quang Bình. Chắc khán thính giả cũng như vậy. Hôm nay Bình mặc bộ áo biệt động quân. Biệt động quân rất là đẹp. Giống bộ này là hồi xưa bố Bình thường mặc. Tức là bố của Bình là binh chủng biệt động quân. Đúng rồi. Dạ, thì Bình có thể nói cho khán thính giả biết là bố Bình đóng quân ở đâu, ở đơn vị đóng ở đâu, Bình biết không? Thì hồi xưa là lúc Bình còn nhỏ thì mình biết đó, là bố Bình đóng ở trại Đào Ba Phước, tức là Tô Hiến Thành bây giờ hả? Đúng rồi, đường Tô Hiến Thành ngày xưa đó. Nó gần với lại trung tâm tuyển mộ nhập ngũ á. Dạ, khúc trên đó đó. Khúc đó đó. Dạ. Còn Trang Thanh Lan sao ngồi làm thinh vậy, sao không hỏi Quang Bình? Không, thì Trang Thanh Lan thì biết rõ Quang Bình quá rồi. Nhưng cũng biết là bố Hùng Cường là chiến sĩ biệt động quân. Nhưng mà Trang Thanh Lan và Quang Bình thành hôn sau 75. Thành ra ngoài bố Hùng Cường đi lính biệt động quân ra, không biết trong gia đình anh có còn chú hay là cô là về đi lính hay là không anh? Còn lại bao nhiêu người là đi lính hết, mấy nhiêu người vậy đó. Thí dụ như là cô ba nè, thì dưỡng ba thì lúc đó là sĩ quan, tức là em của bố Hùng Cường đó. Thì dưỡng ba là không, dưỡng ba rể, tức là em rể của bố Hùng Cường. Em rể của bố Hùng Cường là ông làm ở bên nhà tướng, bên Trương Quý. Nhà Trương Quý rồi là ông là sĩ quan, nhưng mà ông được cử về địa phương để dạy học. Thì cô Tư mất rồi tới năm cô sáu thì dưỡng sáu thì là sĩ quan đại quý công binh đóng ở trên Pleiku. Rồi chú bảy thì đi hải quân, chú tám thì đi không quân, đủ binh chủng hết trơn á. Công binh, tướng quý, rồi không quân, hải quân, mà lúc đủ đó binh chủng. Lúc đó còn nhỏ mà sao Bình nhớ hay quá ha. Quang Bình nhớ thì nhỏ đâu. Lúc đó mình anh hai mà trai trưởng mà bắt buộc là mấy chú mấy bác là ai làm gì là phải biết hết chứ. Nhưng mà có nhiều người đó mình biết không có nhớ. Mình có mời một số những người trẻ đó sau này đó mà lên TV cũng gia đình cựu dân, mà mình hỏi về ba này kia nọ về gia đình đó thì ít có biết như Bình lắm. Tại nó chứng tỏ rằng Bình cũng yêu màu áo lính, cũng say mê màu áo lính của bố từ bao giờ. Nhưng mà bắt đầu anh thấy cái màu áo lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ lúc mấy tuổi, anh có ấn tượng gì không? Từ nhỏ lớn lên đã thấy rồi. Nhưng mà lúc nào mà anh đã cảm thấy anh biết cái đồ bộ đó là bộ đồ lính? Có thể mà nói là biết bộ đồ lính thì là từ qua năm bố. 36 năm 63 là qua hình ảnh của bố đúng không? Năm 63
Nhưng lúc đó thì bố ít có mặc đồ lính về nhà lắm. Tới tới khoảng từ năm qua năm 63 khoảng 65 á là bố thường mặc đồ lính về nhà. Nhưng mà trước đó là bố có thường đi công tác xa nhà hay là có bố có đi đâu xa? Bố đi hát không á, thì đi hát tiền đồn thì hát tiền đồn thì bố bố đi rất sớm, lúc đó mình đâu có thấy đâu. Không, năm 70 là bố đi nhiều, bố đi tiền đồn nhiều. Cái lúc thì đó thì bé có đi một trận với bố mà rất là nguy hiểm ở ngoài Baston Yvonne Quảng Trị đó. Cái trận đó rất là nguy hiểm, là đi với bố Cường là kỷ niệm nhiều nhất. Nhiều trận bố về bố kể nghe cho cả ông nội, cho cả nhà nghe. Giống như là hát ở Bình Long An Lộc đó là nó pháo vô rồi chị Phương Hồng, chị Hồng Hải đó chết cái chuyến đó đó. Dạ, là bố đó đúng rồi, chứ nó là ca sĩ Hồng Hải của chiến tranh chính trị, là đi hát chung với bố đó. Chị rớt ngay cô Hồng Hải. Đúng rồi, lúc đó mình có biết. Cũng là một người ca sĩ mà phải hy sinh đó. Lúc đó mình đi với bố Cường, cái chuyến nó cũng nguy hiểm lắm. Lúc đó bố về bố kể rồi, đang hát gì đó, nó pháo vô, nó pháo mình, nó pháo. Chạy không kịp luôn đó. Pháo gọi như là pháo khoảng 10 phút hổ. Nhiều trận 10 phút là thấy nó dài lắm, mình nói 10 phút thấy nó ngắn à. Một trái nó rớt lên sân khấu phải không? Cái rất ngay cái sân khấu ngay lúc là chị Hồng Hải đang hát, tội nghiệp ghê luôn. Mình nhớ cái chuyện này lâu lắm rồi ha. Năm đó năm 70 đó. Như là năm 71 gì đó. 71 đổ lửa đó. Đúng rồi, 71 72 khoảng. Nhưng đó. Mà anh có thể cho khán giả biết là anh đi hát từ lúc nào? Anh hát từ năm 1975. 75 là đi hát. Sau khi mà cộng sản chiếm trong miền Nam rồi thì không có học về làm văn hóa phường, thì bố phát hiện ra đi hát thì tháng 8 năm 1975 là bắt đầu cuộc đời đi hát của mình. Lúc đó là anh chưa gặp em phải không? Gặp rồi. Anh Bình chưa gặp, gặp em gặp ngay đó luôn hả? Gặp lúc đó luôn, vừa đi ra hát là gặp luôn. Còn Quế nhớ là lúc mà Bình mới nhưng đi gặp hát luôn, nhưng mà mới đó, lúc đó mới quen thôi. Mới quen thôi, là chỉ là bạn bè hát chung đoàn thôi, chứ lúc chưa là mới quen biết nhau lúc thôi. Là hai người hát chung đoàn nào vậy ha? Nhớ không Bình? Đoàn không nhớ. Đoàn chú Tùng Lâm á. Đoàn chú Tùng Lâm, đoàn Hòa Bình. Đoàn chú Tùng Lâm và đưa đi lưu diễn đoàn ca múa nhạc Hòa Bình. Nhưng mà bây giờ vậy nè, chắc quý khán thính giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang muốn biết Quang Bình thể hiện một Hùng Cường con, nghĩa là con người con trai trưởng của bố Hùng Cường, hát để gợi nhớ lại một hình ảnh của bố Hùng Cường, một nghệ sĩ Hùng Cường đa tài của chúng ta đã mất năm 60 tuổi. Thì bây giờ anh có thể mời anh hát một bài của bố đi. Bài nào đi, mà bố hay hát nhớ lại bố. Để khán thính giả nghe xem là cái giọng của Quang Bình bây giờ có giống cái giọng của nghệ sĩ Hùng Cường ngày xưa hay không? Không giống đâu. Giọng của bố mình đặc biệt, giọng ống giọng kim. Giọng Bình thì baritone, giọng mình giọng Nam Trung. Còn giọng của cái giọng bố, của bố khó giọng tìm lắm. Kim, khó, giọng, khó giọng kim. Giọng mỏng lắm. Nó là Bình hát thì không thể nào giống bố đâu. Nhưng bây giờ mời anh hát một bài hát. Nó có cái lai lai, cái luyến á. Cái luyến của Bình á, giống bố đó. Có những cái luyến giống ráng, bố ráng, đó. Cái đó ráng đi ráng. Thôi giờ ráng hát để coi khán giả nhận xét nha Bình nha. Rồi, bây giờ thì trước khi Quang Bình tới đây thì hôm qua chị Quế cũng đã gợi ý cho Bình là hát bài, kiếm một bài nào của bố để mà hát. Thực sự là bài của bố thì Bình ít có hát lắm. Nên là xin phép quý vị là từ hôm qua bây giờ tập dữ lắm rồi, nên bữa nay xin phép được hát. Đó là bài 100% của nhạc sĩ Ngọc Trơn Sơn. Dạ đúng rồi, bài này bài lính là bài này bố Cường hát số 1. Bài này bố hát hay lắm rồi đây. Dạ. Sợ. Không sao đâu, mình không biết là hát có mình thua bố mình đâu có sao đâu. Có khán giả có cảm nhận được không? Nhưng mà sẽ cố gắng bằng tất cả sức mình. Dạ vâng. Xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của trước thập niên 1975, bài hát 100% sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Em ơi, anh cắm trại rồi không về được với em đâu nha. Mai mốt anh về anh bù lại cho em nha. Cũng mà đừng có giận, mà đừng có giận anh năn nỉ. Bây giờ gấp lắm rồi, anh phải vô trình diện chúng ta gấp nha. Em về đi, mai mốt mình gặp nhau nha. Một trăm em ơi, chiều nay 100%. Một trăm em ơi, chiều nay 100%. Một trăm em ơi, chiều nay lại cắm trại rồi. Nào đâu nàng biết tâm tư người lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta gặp nhau với em tâm tình. Xin em nhớ cho rằng đời lính
anh biết trước được đâu, mà dầu lính hay đã tình nhưng mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người mà thôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. Một trăm em ơi chiều nay 100%, một trăm em ơi chiều nay 100%. Này em yêu ơi, vì anh là lính trung tình thì đừng ghen đừng trách, xin em đừng hờn dỗi. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Xin em nhớ cho rằng chuyện lính biết trước được đâu, mà sâu lính hay đã tình nhưng mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người. Một người mà thôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. Một trăm em ơi chiều nay 100%, một trăm em ơi chiều nay 100%. Này em yêu ơi, vì anh là lính trung tình thì đừng ghen đừng trách, xin em đừng hờn dỗi. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em lại buồn. Ơi khó quá. Khớp gì đâu Bình. Bình ngồi xuống đi nhớ, nhớ nhớ bố Hồng Cường qua, nhớ những lúc đi công tác. Rồi cái là ổng cũng bận bộ đồ lính vậy nè. Rồi cái là ổng hát cái bài này thành thử ra nhớ quá. Như vậy là bố Hồng Cường mất được bao nhiêu năm rồi ha? Năm nay là đúng 20 năm. Đúng 20 năm bố Bình qua đời. Mình nhớ là hình như là ngày đám giỗ của bố là đầu tháng 4, cuối hình như là đám giỗ của bố Bình đó thì rất là ấn tượng. Tại vì lúc mà ông mất á thì là 15 tháng 3 âm lịch. Mà 15 tháng 4 âm lịch á là đại hội Phật Đản toàn thế giới. Thì không biết là năm đó tự nhiên là tổ chức ở Cali. Tổ chức ở Cali thì năm đó tự nhiên là mấy sư trên thế giới về đây, nhưng mà không hiểu tại sao là lại dời lại một tháng, tức là 15 tháng 3 là tổ chức cái đại lễ Phật Đản. Thành ra khi mà thật là vinh dự là khi đám ma của bố mình thì gần cả trăm vị sư cứ luân phiên nhau tới để đọc để kinh tụng niệm. Để tụng niệm hàng tuần. Tại vì lúc đó mình nhớ là đội để cái hàng của bố mình đó là một tuần lễ mà. 5 ngày. Đó, quá nhớ. Tuần lễ. 5 ngày Trang Thanh Lan nhắc 5 ngày kìa. 5 ngày à. Quế cũng có mặt ở đó mà lúc mấy ngày bố Cường gần mất thì là mình cũng chạy ra chạy vô nhà thương với bố. Nhưng mình nhớ hình như là cái ngày 30 tháng 4 bố còn đòi đi ra ngoài. Không, ngày đó, ngày 28. 28 tháng 4 là ngày chủ nhật. Bố muốn đi ra Bô Sa, bố đòi không đi phải là tình. Bô Sa ra chợ người Việt, tại vì đúng nhà rồi. Bố là đối diện chợ người Việt bây giờ, thì bố muốn nói là tụi con đẩy bố ra ngoài để cho là bố 1 tháng 5. Bố Bình chết 1 tháng 5. Thì 28 tây là bố còn 28 bố còn đi ra biểu tình ở ngoài 29 tây đó mới ngoài phố vô nhập viện cho lại. Ông muốn đi ra ông biểu tình cái ngày 10 tháng 4 đó mình có. Sau đây có những lời chia sẻ của quý khán giả đã gửi đến chương trình của mình rồi, xin phép Quang Bình cho Trang Thái Lan đọc cái lời chia sẻ. Anh Dũng gọi từ San Jose. Anh xin yêu cầu chị Phương Quế hát bài Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Chương trình hôm nay rất là hay, hai cô mở dài đẹp quá và chúc hai cô càng ngày càng trẻ. Và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Anh Dũng. Cảm ơn anh Dũng. Thì để xem có thì giờ thì Phương Quế sẽ hát. Và sau đây là lời chia sẻ của chị Thi gọi từ New York. Bữa nay Trang Thanh Lan nhìn thấy hiền và đẹp quá. Chắc là tại vì gặp lại người yêu cũ hả? Cũ thì đúng. Trang Thanh Lan là thần tượng của chị, tuần nào chị cũng theo dõi chương trình này. Dạ, chị xin yêu chị. Cầu chị Thanh Lan hát bài 10 năm tình cũ. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có chương trình rất là hay. Dạ, chương trình hôm nay là đặc biệt dành cho ca sĩ Quang Bình, cho nên tụi em xin hẹn lại chị tuần sau. Mà cái này tới 15 năm tình cũ là gì ơi. Nhưng mà em thêm 5 năm nữa. Hôm cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay đẹp là tại người yêu cũ. Dạ, rất là cảm ơn Quang Bình. Đó thấy ông Quang Bình khen Trang Thanh Lan làm băng đô trẻ dễ thương phải không? Dễ thương bằng hồi mới quen nhau. Thấy có băng đô thì nhìn thấy nó hiền. Thấy nó trẻ phải không? Vậy là hồi giờ là Trang Thanh Lan dữ lắm phải không? Băng đô đó.
Lần đầu tiên mới thấy, mình mới thấy lần đầu tiên mới thấy lần đầu tiên. Tức là hai người là từ yêu nhau mà sống với nhau là bao nhiêu năm? Thôi giờ mình nói luôn đây, tại có người hỏi. 20 năm. Thì sống bởi nhau 20 năm. Ở đời có nếu một cháu còn gái sống, nữa. Nếu mà nay còn sống thì 35 năm. Nếu còn sống là chết. Nếu còn 20 năm là chết queo rồi. 20 năm cuộc tình của Quang Bình và Tan Lan đã chết rồi. Nhưng mà để lại một cái tác phẩm rất là dễ thương là cô bé Lina, cô bé Lina là nó bé, ngày xưa thì Phương Quế Bồng là Lina, nhưng mà bây giờ thì cô bé Lina cũng 30 mấy tuổi rồi quý vị bé ơi. Lina này bồng lại má được. À, hình như Lina bồng được má Quế rồi. Trong kỷ niệm lắm ha. Kỷ niệm của hai người lắm đó. Thì đó tụi mình là từ nhỏ. Người này đang sanh cái người kia vô thăm cái thì đó, đây nè. Trong thời gian sanh 30 tháng 4. Ngay con nhỏ tư. Này là con nhỏ bé Lina 14 tháng 4, còn Phương Quế mang cái bụng bầu vô thăm Trang Thanh Lan thì là sợ nó sanh nhầm ngày 19 tháng 5, ngày đó ghê lắm. 30 tháng 4 thành ra nó mới có tên là Hoài Hương đó, để chị nhớ đó. Về quê hương nhà bố Hùng Cường đặt tên phải không, đặt tên cho bé Na. Bố Cường đặt là Hoài Hương. Bố Cường giết sao là bố Cường mới lấy cái tên Hương đó là đặt tên cho không, bố Cường trước khi đi á, bố Cường nói là nếu mà có sanh á con gái thì đặt tên Trần Kim Hoài Hương, có nghĩa là Trần Kim Cường là tên thiệt của bố Cường. Và cái Hoài Hương là tên con gái, thành ra bố nói là muốn lấy tên cái họ và cái chữ lót của bố là Trần Kim thì con gái là Trần Kim Hoài Hương, mà nếu là con trai á là Trần Kim Quy Việt. Nhưng mà đẻ ra con gái thì Trần Kim Quy Việt bây giờ là con gái của bố Hùng Cường. Bây giờ là vợ sau của bố Hùng Cường sanh ra bé Việt á. Dạ. Cho nên rằng là hai người đó cũng một tuổi với nhau, một tháng sinh nhật cách nhau có mấy ngày thôi. Cô này là chị tại vì trước 7 ngày. 12 ngày. À, trước 12 ngày cô này là em. Nhưng mà khi mà cô này vừa sanh cháu gái bên này là có cháu trai liền. Yeah. Thấy không? Ừ. Mà khi mang cái bụng bầu vô thăm á, Trang Thanh Lan thì cứ sợ là cái ngày sanh ngày 19 tháng 5 mà cuối cùng thì cái cậu trưởng nam của Phương Quế ra đời là ngày 23 tháng 5. À, lúc Trang Thanh Lan nằm ở trên giường sanh thì nói ê bà coi chừng bà sanh 19 tháng 5 nguy hiểm nha, tránh ngày đó giùm cái đi, không thích ngày đó đâu. Mà ráng nín á, ráng nín sợ ráng nín quá. Nín 23 tay mới sanh. Dạ, cho nên là bây giờ là tưởng đâu là hai đứa nhỏ này lớn lên sẽ là mình hai người mình làm xu gia với nhau phải không? Nhưng mà cuối cùng thì giờ này cũng không có đứa nào. Không đứa nào chịu lấy chồng lấy vợ gì hết trơn. Không có đứa nào chứ, thành ra mình cũng chưa làm bà nội, bà giờ bà nội bà ngoại vậy. Nói chuyện sẽ đẻ quá bệnh quá. Ờ bây giờ thôi bây giờ mình bỏ đi. Bây giờ kiểu như là chia sẻ nè. Mình vui mà. Anh Thanh Tùng gọi từ Virginia, anh xin yêu cầu Quang Bình hát bài Văn Câu với lại cô Liễu. Ai dạ, sao biết tên em vậy trời. Giờ là người anh quen đã nghe rồi. Bài này cách đây hơn 30 năm rồi anh Tùng. Anh Thanh Tùng biết em tên Liễu thì chắc là người quen của em. À, mình hát đoạn Nguyễn Lệ Liễu Tùng. Hát với Lệ Quang Bình đi nè. Đô đi cưng, đô cho. Nguyễn Lệ Liễu và Trần Quang Bình hát đi cưng. Hát một đoạn Văn Câu đi, nói tông với Phúc luôn đi. Đô. Hát em hỏi anh đi đâu á? Em hỏi anh đi đâu đó. Dạo đại cái chị vô liền cưng. Dạo đô đi rồi. Em hỏi mình ngồi được hát được rồi. Thì anh nói rằng anh đi Văn Câu. Anh đi Văn Câu trên chiếc xuồng câu thôi. Anh có cây xào, anh chống ào ào, chống ào ào. Ôi. Cảm ơn anh Thanh Tùng nhắc cho anh một bài vậy cho anh nhớ một câu để anh nhớ. Cảm ơn anh rất là hai nhiều. Hai người hát còn ăn rơi dễ sợ lắm mà. Dạ, anh Thảo gọi từ Utah. Anh xin hỏi Quang Bình và Quang Đại ở Việt Nam có phải là anh em hay không? Anh Quang Đại là hồi xưa đóng phim bên Việt Nam. Anh Thảo gọi từ Utah. Anh Thảo. Cảm ơn anh Thảo đã đặt câu hỏi. Và mình bật mí cho anh Thảo và khán giả biết một điều là tên Quang Bình và Quang Đại là của ông nội đặt cho Bình với Đại là để kỷ niệm cái quê hương Bến Tre, huyện Bình Đại Bến Tre. Dạ, Bình trước là Đại sao? Hai anh em. Dạ vâng. Sau đây là chia sẻ của chị Mai gọi từ San Jose, yêu cầu Trang Thanh Lan hát bài Tình Thương của Lính. Và chị xin hỏi hai chị Mai áo dài ở đâu mà đẹp quá, xin cho biết.
Cảm ơn chị Mai. Áo dài thì em may ở chỗ Kevin Hiệp đó thưa chị. Dạ vâng. Thì nếu mà chị có rảnh thì chị gọi em thì em sẽ chỉ số phone hay là... Chị có thể gọi cho Kevin Hiệp ở tiệm là 714-895-5683. Vẫn giữ số đó hả? Vẫn giữ số đó. Dạ. Dạ, tình tư của Lính Đô luôn đi cơ, hai đứa mình hát đoạn để tặng chị đi. Dạ, tặng chị. Dạ. Em sẽ hát một đoạn để tặng chị thưa chị. Cha. Đô trưởng, tình tư của Lính. Từ khi anh thôi học ấy. Từ khi anh thích áo jersey, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây, ngày trắng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đêm sao đồn anh bên sông Cạn và hoàng hôn ngứa tóc đáy sông thương. Nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thằng chiều ra bờ vắng ngắm mông lung, một thằng nhớ em để một thằng nhớ em, còn mình thì mình lấy xem thư của hôm nay là chương trình của Quang Bình cho nên tụi em hát trích đoạn giống như cải lương vậy. Tụi em trích đoạn tình thương của Linh. Dạ vâng, sau đây là anh Hiệp cũng gần hết bài rồi chứ bộ. Có nửa bản có à. Nửa bài mới là nửa bài. Có một lần An Giang nhảy xuống Cô Đa. Nửa bài. Yeah. Nửa bài thôi. Dạ vâng, sau đây là lời chia sẻ của anh Hiệp Trương gọi từ San Jose. Gửi lời chào hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Trang Thanh Lan hôm nay thấy đẹp nhiều ra, chắc là tại vì gặp lại người xưa thấy không? Cũng gửi lời chào Quang Bình và hy vọng hai người sẽ song ca một bản. Dạ. Bài Lính đi. Hơn Anh Giận Em cái gì đi, thuộc không? Không thuộc. Không thuộc. Hay là cái gì ngày xưa hai người hát? Vì cớ làm sao đó hả? Vì cớ làm sao? Không, đừng hát. Mình hát bài Lính hay hơn. Bài Lính được không? Mùa đông của anh cũng vậy. Bài Lính đâu phải mùa đông của anh. Bài Lính thì bài mà giật hay đi. Yeah. Thôi hai người hát bản Ngô Lan Chức Nữ đi. Được không? Rồi, dạ. Quay thích hai người hát bài đó. Em sẽ song ca bài Ngô Lan Chức Nữ để tặng anh Hiệp Trương cũng như là quý khán giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Bài Đường Về Quê Hương đi. Cái bài đó hay đó, Đường Về Quê Hương đi đúng không? Đường Về Quê Hương cũng được. Dạ. Bài đó sắp 10 tháng 4. Sắp 10 tháng 4 hát bài. Dạ đúng rồi. Rumba. Nước tôi mong ngày
ngày về từng phút người ơi, quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm. Năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng xoáy đá, thương tiếc mùa thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, từng mừng đón ta về. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, từng mừng đón ta về. Quê hương yêu dấu bài này là cũng muốn khóc hết quá. Nhớ hồi Trang Thanh Lan với Quang Bình thôi cho Thúy Nga cái bài hát này mà Trang Thanh Lan khóc quá chừng khóc luôn, không biết mình. Tại vì lúc đó nó, lúc mà ai cũng vậy, lúc mới rời khỏi đất nước thì không nghĩ lúc cái thời điểm đó đó thì không ai nghĩ là mình sẽ trở về đất nước lại. Dạ. Vâng, thì cái bài hát vừa rồi là tâm trạng của chúng mình cái lúc mà 30 tháng 4 đó, rời khỏi quê hương đó. Vâng, xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát. Và mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn sóng, làn sóng của Đài Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật. Thời gian vừa qua quý vị Động Hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại để mua hàng qua số 1-888-892-6999. Và chương trình tiếng hát hậu phương cũng được bảo trợ công ty Yến Thele, một nơi đáng tin cậy. Vì Thele Yến chỉ chọn nhận mặt hàng tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thele. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà theleyến.com. Vâng, thưa quý vị, sau đây chúng tôi có một số nhắn tin của quý vị gửi vào qua email tiếng hát hậu phương. Kính chào Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Tôi ở Việt Nam nghe chương trình tiếng hát hậu phương. Tôi rất thích, thường hay đón để nghe. Ngày xưa trước 75 thích nhất bản Phố Đêm mà Phương Hồng Quế hát. Nay biết được địa chỉ email của Hồng Quế và Thanh Lan, hai cô dùng nhắn tin giúp chúng tôi tìm Trung úy Nguyễn Văn Nga, sinh năm 1948, quê quán Chợ Lách, Vĩnh Long. Lúc ra trường đổi về làm tổng giám thị trường văn hóa quân đội Phong Vinh thuộc Cục Xã hội, đi diện HO 18, nay ở đâu? Thầy Nguyễn Văn Tu, thu cùng học trò trường văn hóa quân đội rất mong tin thầy Nga. Địa chỉ liên lạc của thầy Nguyễn Văn Thu, số 12 Ngô Quyền, Đà Lạt, điện thoại 0935136130. Và tiếp theo cũng là nhắn tin. Chị Lê Thị Ngọc Kim cùng chị Hoa Mai Bích Văn Phụng Phước cùng học ở trường văn hóa quân đội Phong Vinh trước năm 75, nhắn tìm bạn Thiều Thị Tuyết Anh ở Cầu Cá, Đài, Cần Thơ, có chồng là thiếu úy quân cụ Nguyễn Văn Thiện,
trước 1975, đơn vị đóng gần công si heo Cần Thơ. Anh Thiện bạn với thiếu úy Khén, thiếu úy Khánh cùng chung đơn vị trước 75. Nay ở đâu xin liên lạc về số 233/1 Nguyễn Văn Cừ, Cần Thơ, hoặc điện thoại 0935136130. Rất mong tin vợ chồng Tuyết Anh và các anh trong tin nhắn này. Thành thật cảm ơn. Dạ, sau đây là tin nhắn của Thành Nguyễn. Chào chị Trang Thanh Lan, chị vẫn khỏe chứ? Tôi tên Thành Nguyễn, đang sống tại Massachusetts, vẫn xem chương trình của chị cùng với chị Phú Hồng Quế hàng tuần. Tôi có người anh là cựu thiếu úy biệt động quân Nguyễn Văn Hữu, đang sống tại Austin, Texas. Anh Hữu đang tìm lại một người bạn tù chung trại tù ở Phước Long, cũng là một thiếu úy, tên là Văn Hiệp, không nhớ họ gì, có nickname là Mười. Anh Hữu nhờ chị loan tin này trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Cảm ơn chị nhiều. Chúc hai chị mãi mãi trẻ đẹp. Thành Nguyễn và Trang Thanh Lan, Phương Quế, như chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chúc các anh chị tìm lại được nhau và luôn luôn hạnh phúc với nhau. Dạ, dạ vâng. Trở lại với nam ca sĩ Quang Bình ngày hôm nay đến với Tiếng Hát Hậu Phương. Thưa quý vị, hồi nãy giờ thì quý vị đã nghe Quang Bình, Trang Thanh Lan hát rất là nhiều. Thì có thể tiếp tục hỏi là Bình bắt đầu đi hát từ năm 75, và ai là người dạy Quang Bình hát? Có phải là bố hay là ai? Bố chưa tới bao giờ dạy mình hát. Bố chỉ la thôi. Khi nào mà bố đứng trong cánh gà mà mỗi lần mình hát mà bị xét. Lúc đó chưa có, mình chưa có control được, chưa có kiểm soát được cái giọng của mình đó. Nhưng mà nhiều khi là tuổi trẻ mà ham chơi mà. Nó là đêm đó mà hát xét là bước vô sân khấu là có bố liền. Bố đứng sân khấu liền. Nhưng mà vậy thì ai là người đầu tiên dạy cho Quang Bình hát? Thầy Minh Kỳ. Thầy Minh Kỳ với nhạc sĩ Trương Hữu Lan là hai người thầy đầu tiên dạy cho Bình hát. Sau đó thầy Trương Hữu Lan thì phát hiện ra cái giọng hát của Bình, thì mới năm Bình 16 tuổi thì mới đưa vào trong quốc gia âm nhạc học. Thì lúc đó là sinh hoạt chung với anh Châu nè. Anh Châu bây giờ trưởng đoàn Lạc Hồng ở bên này đó. Trưởng đoàn học xướng Lạc Hồng bên này. Anh Châu, anh Chu là hồi đó cùng hát chung với Bình, với chị Hòa My nữa. Là hát chung với trong đoàn hợp xướng Lạc Hồng. Ở trong quốc gia âm nhạc. Như vậy là cũng mấy chục năm trong nghề rồi chứ ha Bình ha? 16 tuổi, tức là năm đó mình 40 năm đó là 73. Thành đó 73. 40 năm. Dạ. 73, 75. Nhưng mà nhìn bộ đội lính anh mặc hôm nay á, thì cũng cảm ơn một người em rất là dễ thương, là Thảo. Thảo Vũ lúc nào cũng đứng kế bên chị Trang Thanh Lan, chị Phù Hồng Quế. Hồi Tết mặc bộ đồ lính của Thảo, bây giờ mặc bộ đồ lính của Thảo. Dạ, thì luôn luôn là cung cấp cho những bộ quân phục rất là đẹp, mà rất là giống như đúng một cái tư phong cách của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà anh Bình, anh có nghĩ, anh nghĩ như thế nào về một hình tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa? Anh suy nghĩ như thế nào về người lính Việt Nam Cộng Hòa? Thì còn nhỏ đó thì thật sự mà nói thì mình cũng không có ấn tượng lắm. Chỉ nghĩ cái hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa đó qua bố trong xóm thôi. Mỗi lần mà cái xóm mình đó là hầu như là đi lính hết khoảng chừng 80% rồi. Đúng rồi, ngày xưa thì ai cũng đi lính hết. Không phải, không có phải. Có 20% trúng quân dịch. Có 20% trúng quân dịch. Nhưng mà mỗi lần á mà sau một cái mùa xuân, sau một cái mùa mà đi giữ gìn cho đồng bào ăn Tết, thì là mấy anh thường thường mình nhớ lúc đó là được đi phép. Sau thường thường là sau Tết, sau những lúc căng thẳng là đi phép về. Thì là hồi nhỏ được cưng lắm, mình cưng lắm, mấy anh cưng lắm. Thì mấy anh mấy chú rồi mấy bác rồi cưng lắm. Kế bên nhà thì có một người bạn của bố là không quân. Thì ông rất là hiền mà rất là nghiêm khắc. Trong gia đình ông cũng là thuộc loại là một cái hình tượng. Hồi nhỏ đó thì có bác Hai Bạch thì là bên công lộ, thì là ông là coi như xếp xì kỷ luật ở trong xóm. Đó, hình tượng của người chiến sĩ của mình là những người bảo vệ cho người dân và giữ gìn kỷ luật trong xóm gì. Rất là oai hùng. Dạ, cảm ơn anh Quang Bình. Và sau đây có lời chia sẻ của chị Anh gọi từ Idaho. Gửi lời chào hai chị. Chị Anh là bạn của anh Hai Hùng Cường, là của bố Hùng Cường đó, ở cùng xóm ở Phát Diệm. Năm mươi mấy năm rồi giờ cô mới thấy lại Quang Bình. Cô xin gửi lời thăm Quang Bình và mọi người. Dạ, cảm ơn chị Anh rất là nhiều. Cảm ơn cô. Hy vọng là
có một ngày nào đó thì mình sẽ có tới dịp tới cái chỗ cô đang ngủ để hát thì Quang Bình và cô sẽ được gặp nhau mặt đối mặt. Rồi sau đây là lời chia sẻ của anh Phương Lục gọi từ Arizona. Chào anh Phương Lục, hôm nay Trang Thanh Lan và Phương Quế rất là đẹp và cảm ơn anh. Hôm nay cốt Quang Bình xin yêu cầu Quang Bình và Trang Thanh Lan hát bài có lời là nhờ anh tiên đoán hôm nay duyên nợ thế nào và em nhớ biết rồi. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có nhiều chương trình hay để phục vụ cho quý khán thính giả. Dạ, tí nữa thì em sẽ hát Quế còn lời chia sẻ. Dạ vâng, sau đây là lời chia sẻ của chị Bạch Mai gọi từ Florida. Chương trình hôm nay rất là hay đã mời được Quang Bình. Chị xin yêu cầu Trang Thanh Lan hát bài nào cũng được và Quang Bình để tặng chị và gia đình hai người đó. Sau đây chú anh một lời chia sẻ nữa là anh chú Lê Quang Vật. Dạ chào anh chú. Chào anh chú. Hôm nay Trang Thanh Lan nhìn rất là đẹp là tại nhờ cái băng đô trên đầu. Cái này, cái này. Kỳ tới làm nữa nghe. Làm hoài. Dạ, dạ. Kỳ tới cho mượn màu khác làm được luôn. Làm tới. Kỳ tới được Phương Quế làm luôn. Coi như là bệnh song sinh đó. Phương Hồng Quế cũng vẫn giữ nét đẹp duyên dáng như ngày nào. Dạ cảm ơn anh. Anh chú, anh chú. Cũng gửi lời chúc Hồng Việt luôn vững mạnh và được nhiều người thương mến. Dạ, thì cảm ơn anh chú rất là nhiều. Thì trước hết thì bây giờ Trang Thanh Lan và Quang Bình sẽ hát bài như anh Phương Lục nói là cầm tay anh đoán năm nay duyên lành tới rồi là thiên duyên tiền định đâu cưng đâu đánh xuân đánh gì nơi quê cũng... Mình hát một đoạn đi hát rồi. Đoạn nha. Nhiều hôm nay là rất nhiều khán giả Trang yêu cầu. Trang Thanh Lan sẽ hát một đoạn những bài được yêu cầu. Trang Thanh Lan sẽ hát một đoạn nha. Khúc hai đoạn đầu thôi. Đầu năm hoa lá xuân sao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình không nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngẫu. Mùi tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Phần này dùng số lắm con, muốn cho ơi ơi. Đó cái tông này không phải với tông hồi xưa thì đúng rồi. Tại vì lâu quá không gặp thì nhau thì nó phải không ăn sao là đúng sao rồi. Sao đâu, quý khán giả rất là thương chương trình. Dạ. Tại vì đây mình không có tập vợ mà dạ. lại đâu, bao nhiêu năm hai người không hát chung nhỉ? Dạ, 15 năm. 15 năm xa cách không hát chung nhau. Có thể là bây giờ mình hát cái bài Ngưu Lan Chức Nữ theo lời yêu cầu của chị Bạch Mai á. Dạ đúng rồi. Một cũng một đoạn là em tặng chị Bạch Mai. Ngưu Lan Chức Nữ tặng chị Bạch Mai đi. Xa thứ. Bài đó cha cha mà. Ngày xưa Ngưu Lan Chức Nữ. Ngày đó cha cha. Dạ. Bài của mình đang lan mà sao mình cũng thuộc quá. Thì tại nó trùng tông. Hai người một mạng. Bởi thuộc Lào hết trơn. Ngày xưa Ngưu Lan Chức Nữ sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa Ngưu Lan Chức Nữ sống yêu thương có ta có ngờ. Tình yêu trao nhau gắn bó khiến hai người thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Chứ yêu không thành cả hai khóc than duyên tình mà tại sao niềm cô đau không thấu trời xanh. Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu thương vời vợi, dù cho say mê sớm tối vẫn khuyên nhau gánh tròn kiếm người. Tình ta cao như thác núi cũng bao la khác nào biển khơi, mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Lâu lâu mới ráp vậy là hay rồi. Ngưu Lan Chức Nữ à, 15 năm mới gặp nhau là thành thử ra nó hơi trật rơ một chút.
Nhưng mà đầu quý khán thính giả có, đây dễ thương lắm. Quý khán thính giả yêu cầu Phương Quế hát trên 4 dùng chiến thuật khi nãy giờ nói cho qua chuyện vậy. Trả nợ đi. Trả nợ một câu nha. Yeah. Rồi, son thứ được không? Thường đi đó đây buồn đen in dấu dày lửa thu nó đôi mắt chân nghe lạ từng khu chiến thuật áo đường xa không âm gió vương xa nhìn đêm vắng nhà mây mù trên núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mông mênh nước đêm đêm nằm đường ngăn bước thù áo nhà binh thương linh linh thương quê vì đời mà đi. Mình phải trả nợ đầy đủ hết chứ thôi thiếu tới kỳ tới trả cũng vậy thôi. Dạ, sau đây là dạ chia sẻ của chị Ngọc Lan gọi từ Oregon. Xin yêu cầu chị Trang Thanh Lan và Quang Bình hát bài Gạo Trắng Căng Thanh. Chà cái bài này hơi găng chị, em không nhớ nổi nè. Đêm nay bao con thuyền trong đêm thanh tiếng chày cua ta lắng vang trong đêm trường mênh mang ai đang say chày buông lời nghe tiếng vơi tiếng đầy ai đang đi trên cầu bông. Thôi hát tới đâu nhỏ được. Mình hay hát mà. Hồi nhỏ đừng hát được nhưng mà giờ lên đây đừng. Ông lớn cũng hát được chứ đâu có sao. Mấy đứa nhỏ nó học. Mấy đứa nhỏ nó học mấy muốn nó hát là chết luôn. Không nó hát càng vui tại cái bài này là cái bài của người yêu thiết rất là phổ biến. Té thì phải ướt quần xong rồi ướt quần quần đi lông mà đâu có gì đâu. Trời Quang Bình cũng kỹ lưỡng ha. Hôm nay Quang Bình rất là lâu xa vắng quý khán thính giả. Ở hải ngoại thì bây giờ Quang Bình trở lại Phương Quế được biết rằng sắp tới đây Quang Bình sẽ ra mắt một cái CD. Thì bây giờ Quang Bình có thể giới thiệu với quý khán thính giả để biết mà ủng hộ cái CD cho Quang Bình hay không? Chị Quế muốn hỏi cái gì? Trước nhất là cái show này tổ chức ở đâu? Ngày nào? Đây nè, đây là cái poster. Quế thấy là ngày 2 tháng 4 này Quế nhớ tại vì có Phương Quế hát nữa quý vị. Trang Thanh Lan, Quang Bình rồi. Chương trình này thì được đặt dưới cái tên là Đêm Tái Ngộ Quang Bình và Bạn Hữu. Và cũng nhân tiện kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hùng Cường. Sẽ được trình diễn vào ngày 2 tháng 4 2016 tại nhà hàng Majesty, địa chỉ là 5015 West Edinger Avenue, Santa Ana, California. Và giá vé là VIP chỉ có 50 đồng thôi. Tức là có bao gồm ẩm thực luôn phải không? 50 đồng và đồng hàng là 40 đồng là bao gồm ẩm thực luôn. Dạ mà chương trình ca nhạc rất là hay. Bây giờ Bình có thể đọc thật là nhanh những ca sĩ mà góp mặt ở đây không đọc dùm. Các ca sĩ và cũng như là cảm ơn các anh chị đã tới ủng hộ đêm tái ngộ Quang Bình với Bạn Hữu cũng như là tưởng niệm 20 năm ngày mất của bố nghệ sĩ Hùng Cường. Thì Trang Thanh Lan thấy là có chị Thanh Lan, có chị Ngọc Đăng Thanh, chị Lan Ngọc, anh Quốc Anh, chị Phượng Linh, rồi chị Mai Lệ Huyền, chị Caron Kim, Lily Ann, Tuấn Châu, Trần Quốc Bảo, Andy Chris. Rồi có đặc biệt nhất là có cái băng, cái CD mới ra mắt của Quang Bình gọi là Mùa Tình Yêu. Thưa quý vị, trong cái băng này thì Trang Thanh Lan, Quang Bình và chị Phương Linh cũng như Phương Giao ở Việt Nam hát chung với nhau thì quý khán giả có thể Phương tới. Có Phương Quế nữa sao không thì nhắc cho ta? Có chưa? Ủa nhắc chưa? Chưa. Ủa vậy xin lỗi nha. Trang Thanh Lan, Phương Quế, chị Phương Linh. Và có ca sĩ Trang Phương Trinh tham dự và có Đài Trang nữa thưa quý vị. Có Ngọc Quyền, có Linda Trang Đài, ôi rất là nhiều. Thì rất là nhiều ca sĩ mà chương trình quý vị nào mà ở trong lễ nữa nè. Dạ. Có Thành Lễ và hài kịch Bé Mập và Ngọc Anh. Một chương trình quá là nhiều nghệ sĩ như thế này mà giá vé cũng rất là khiêm nhường ha. Dạ, còn những người âm thầm nữa, còn những người âm thầm support sẽ từ từ tới cái đêm đó nghệ sĩ. Dạ, sẽ bí mật giờ chót sẽ tới ủng hộ. Có những nghệ sĩ không có trong poster nhưng mà sẽ đến để mà chào đón Quang Bình. Sự trả lời của Bình. Sự trả lời của Bình. Mà cảm quý vị ơn, nào... Bình xin chân thành cảm ơn các anh, các chị đã luôn luôn nhớ đến Bình. Mỗi lần Quang Bình có cái gì mà khó là có mặt anh, các chị sẵn sàng help, giúp đỡ cho Bình. Dạ vâng, quý vị nào mà ở xa không có thể mà đi dự được cái đêm ngày 4 tháng 2, 2 tháng 4 này đó thì là quý vị có thể... gọi cho Quang Bình. Gọi, không có gọi Quang Bình để mua CD. Sắp tới đây mình có cái CD của mình. Nếu mà quý các anh chị ở xa thì không có tham dự cái đêm này được thì hãy gọi cho Quang Bình số 714-653-0253
714-653-0253 để liên lạc với Quang Bình để có để những Quang cái CD. Sẽ gửi CD đến tận tay cho quý vị. Dạ vâng. Dạ. Chương trình của chúng ta còn mấy phút nữa nhỉ? Còn 5 phút phù du nữa thôi. 5 phút phù du thì chắc là chúng ta có thể là sẽ tạm biệt quý vị ở đây bằng một bài hát mà thường thường chúng ta hay hát. Để tạm biệt quý vị là một bài vui, cũng như thể điệu rất là vui, và bài hát được mang tên là Phút Đầu Tiên của nhạc sĩ nào ấy? Phút Đầu Tiên Hoàng Thi Thơ. Không phải, cô bác Hoàng Thi Thơ. Để coi không hết lời chia sẻ rồi. Dạ. Ai còn tới 10 phút, vậy chúng ta có thể nói nữa. Không, bây giờ 10 phút nữa thì mời Quang Bình hát một bài đi chứ. Nãy Trang Thanh Lan thấy Quang Bình có tập cái bài của bố Hùng Cường hát bài gì đó. Dạ, bài ruột của nghệ sĩ Hùng Cường đó. Bài Ông Lái Đò. Hình ảnh hai cuộc đời, tức Ông Lái Đò. Đúng rồi, thường thường ta hay gọi. Của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Dạ, mời Quang Bình. Kính thưa quý vị. Và bây giờ thì cái bài hát này thì đã đi vào lòng quý vị với tiếng hát của bố của mình, của nghệ sĩ Hùng Cường. Và ông đã cảm xúc khi ông hát bài này lúc ông 18 tuổi. Và ông cảm xúc và ông đã viết nên 4 câu thơ. Một khoảng thời gian sau ông viết nên 4 câu thơ. Và 4 câu thơ đó, đầu tiên đó ở trong nhạc phẩm Ông Lái Đò là của cố nghệ sĩ Hùng Cường. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát Ông Lái Đò. Trên sông một bóng con đò cắm sào đợi khách, không phiền lòng ai. Hôm nào có một chàng trai về đây chút sạch những ngày yêu thương. Tôi đã gặp một chiều trên bến nước, ông lái đò ngồi đợi khách sang sông. Gió đưa nhẹ đôi hàng lâu lạ lướt, ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trong mô dĩ vang từ ngàn xưa. Sống lại giữa hồn nồng, ông chỉ muốn cuộc đời xưa đem tôi xóa nhòa đi trong cùng tận đáy. Đời xa lạ
sang sông rồi không một tiếng phân yêu. Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ bên ngày xưa tưởng ngủ muôn đời. Ông lái đò trong tuổi già bóng xế, còn mong gì thấy được ánh hồng tươi. Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ, non sông rền một điệu nhạc oai hùng, dòng sông xưa chuyển mình lên năm hờ muôn hoa tươi căng thẳng nhớ sông hùng. Ông lái đò giờ đây già yếu lắm, cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi. Hồn rung manh trước cảnh đời tươi thắm, nỗi mừng vui không thốt được nên lời. Rồi từ đó bên đò ông sống dậy, bao nhiêu chiều lại đón khách sang sông. Những người khách không giống ngày xưa ấy, ô về đây hồn nặng chiêu trong lòng. Họ về đây bụi vương mình trên nếp áo, đường xa xăm mơ tóc lòng gió tơi bời. Họ đi rồi ông thấy buồn áo nào, vì họ qua bên đây một lần. Rồi từ đó bên hàng lâu là lứa khách ngày xưa không trở lại sang sông, nên mỗi chiều tha thuyền trên bên ông lái buồn đưa mắt môi mòn trâu. Hay quá. Bình hát mà Quế nhắm mắt lại cứ tưởng tượng đâu là bố Hùng Cường. Nhớ bố Hùng Cường quá. Cảm ơn Quang Bình đã đến đây ngày hôm nay và chia sẻ những cái tâm tình với quý vị khán thính giả. Chắc quý vị khán thính giả cũng rất là muốn biết. Và bây giờ thì chương trình chúng ta hôm nay sao mà nhanh quá quý vị ơi. Không còn thì giờ nữa. Thật ra không có thì giờ để hát cái bài Hợp Ca Chót nữa. Thôi để kỳ tới. Hết giờ rồi. Tại cái bài ông lấy đò này quá dài đó quý vị. Thôi, gấp đôi những bài thường đó. Thôi chúng ta tạm chia tay ở đây đi. Mời Quang Bình gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Lời nói... chia tay lúc nào nó cũng buồn hết, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng vui vẻ để chào đón những gì sắp tới ở trong cuộc đời chúng ta.
chúc quý vị luôn may mắn, hạnh phúc và thành công. Dạ. Và xin mời quý vị cố gắng. Và dạ, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của chúng ta đã tới giờ chia tay rồi thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, Quang Bình cũng như là Quốc Phúc, cảm ơn rất là nhiều những giây phút vừa qua chia sẻ với chương trình thiệt là dễ thương và đầm ấm. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Và hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ, giờ Cali. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu. Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây là chương trình Chào Hoàng Hôn buổi tối hôm nay với Châu Thảo và nhà báo Bùi Bảo Trúc. Dạ anh Trúc. Chào cô Thảo. Dạ anh Trúc ơi, hôm nay tin tức nóng hổi nhất vẫn là về hai vụ nổ ở bên Bỉ và thủ đô Brussels của Bỉ. Là một vụ nổ ở phi trường và một cái vụ nổ là ở ga xe điện ngầm của Bỉ. Thì có những cái tin tức nào mới nhất trên tin tức hôm nay? À, đúng như cô nói, cái tin tức lớn nhất trong ngày hôm nay là cái vụ nổ ở tại thủ đô Bỉ vậy. Ngay từ buổi sáng sớm hôm nay tôi dậy sớm lắm, tôi dậy vào khoảng chừng 3 giờ mấy, tôi vặn cái TV ở trong phòng lên, thì từ đó trở đi thì hoàn toàn tất cả những cái chương trình trên các đài truyền hình tin tức đó đều chỉ nói có về cái vụ khủng bố ở tại Bỉ thôi. Thì đài ABC thì tức là họ bỏ tất cả những cái chương trình địa phương và họ bắt đầu ngay cái chương trình Good Morning America. Họ có ngay người đã sang tận bên Bỉ để làm phóng sự và phóng sự tại chỗ ở những cái nơi mà nổ đấy. Thế thì bây giờ thì cái tin tức mới nhất thì cho biết là cái số người mà chết bây giờ nó lên đến một khoảng chừng ngoài 30 người. Cái tin tức đó nó cũng vẫn chưa phải là tin tức cuối cùng, tại vì còn có một số những người khác bị thương nặng lắm và cái số người chết nó còn có thể gia tăng. Nhưng mà sơ khởi thì người ta nói là ở tại